À, xin kính chào các bạn đang theo dõi kênh Thầy Vũ Thuốc Nam. Thì cũng có bạn yêu cầu mình chia sẻ cái loại thuốc nào mà để cầm mỉa, có nghĩa là những cái người mà ta bị tiêu chảy á, ta bị viêm nhiễm đường ruột á, thì mình ở trong vườn này nọ kia đó, thì bây giờ không có điều kiện lại mua thuốc tây, hoặc là mình đi xa này nọ kia đó, không biết tiệm thuốc tây đâu bán, thì có cái bài thuốc dân gian nào mà để cầm mỉa là để, hoặc là cái vấn đề mà liên quan tới bệnh chỉ hay hay bị kiết máu này nọ kia rồi đó ha, thì có cách nào để sáp trường để tiêu viêm hay không, để vấn đề mà nó không có bị như là rối loạn tiêu hóa hay hay đi phân lỏng rồi hay tiêu chảy ha, thường xuyên đó, thì một cái vị thuốc được ứng dụng trong đông y từ lâu đời, cái kinh nghiệm của bên thuốc nam của mình ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, đó là cái cỏ sữa nhỏ lá này ha. Đây là cái cây cỏ sữa nhỏ lá. Rồi. Thì các bạn thấy cái cỏ sữa nhỏ lá nè, cái bông của nó nè. Nó còn cây cỏ sữa lớn lá nữa ha, cây cỏ sữa lớn lá là nó cao lên ha, nó cao hơn, thân nó bự to hơn. Cái bông nó lớn hơn mà nó cũng chùm chùm. Bây giờ mình nhổ lên một cây ha. Đó. Thì ở dưới rễ nó là một chùm nha. Rễ một chùm ở dưới nè. Thì cái cây cỏ sữa nhỏ lá này á, là các bạn nhìn kỹ cái bông nó thành nguyên cái cụm ha, như mấy cái trứng cá mà nó dính lại vậy đó. Thì lá của nó thì nói chung cũng cái kiểu giống như đối xứng hai bên, mà khi các bạn bứt á, bạn bứt cái thân nó ra là nó sẽ chảy mủ trắng ra ha, bứt thân chảy mủ trắng đó. Nó sẽ có mủ trắng ha. Rồi như vậy thì cái theo đông y á, thì cây cỏ sữa này là nó tính mát ha, hơi hàn ha, vị chua đó. Thì nó mọc theo vườn, theo mấy cái sân vườn nữa đó, thì mình thu hái mình rửa sạch nha. Thì cái công dụng của cây cỏ sữa này là gì? Công dụng của cỏ sữa này thì nó thông huyết, nó tiêu viêm tiêu độc, rồi lợi tiểu ha, rồi coi như là mình ứng dụng để chữa về cái vấn đề mà bị tiêu chảy ha, hay đi phân lỏng. Thì mình thu hái về như vậy thì cả thân và rễ mình rửa sạch, rửa lại bằng nước muối loãng ha, rồi mình rửa sạch, rồi bắt đầu mình sẽ lấy như vậy khoảng 2-30 gram. Bây giờ mình về á, mình rửa sạch cái bắt đầu là mình lấy như vậy là khoảng 30 gram ha. Ở đây cây trăng mình chỉnh về số 0 mà mình để 30 gram mình để lên 30 gram ha. Cây trăng này mở mắt nó 20 gram và nó khoảng mắt rưỡi, nó khoảng mắt rưỡi là được ha, là 30 gram. Hoặc là cái gì này rửa nó tốt này, hoặc là mình nắm dừa trong cái nắm tay mình nè. Thuốc nam mình sử dụng thường mình nắm dừa trong nắm tay mình, gì là dừa ha. Rồi đầu mình để vô cái ấm, rồi đầu mình đổ như vậy thì ví dụ ngập mặt thuốc thì nó khoảng mình đổ nước vô ngập mặt thuốc ha, thì mình nấu như vậy đó là còn khoảng nửa nước ha. Ví dụ bạn đổ 1.5 lít thì bạn hay ví dụ mình đổ 1.5 lít thì mình nấu còn là 750 ml. Rồi mình uống mình chia ra, ví dụ như 2 ly 3 ly rồi đó, mình chia ra mình uống buổi sáng nha. Còn mình đổ nước như vậy, đổ khoảng 1.5 lít nước nữa, mình còn 750 ml nữa mình uống buổi chiều. Thì mình uống vô để mình hỗ trợ các cái vấn đề về đi cầu nha. Rồi đi cầu ra máu, tiêu chảy, rồi bệnh chỉ nha. Hồi đó có một sư huynh đó là ông bị bệnh chỉ là kéo dài luôn á, thì ông chuyên gia ông đi nhổ ba cái cỏ sữa nhỏ lá này là ông muốn ha. Thì cái vấn đề về chỉ nội chỉ ngoại nó đều cầm được ha, nó sáp trường luôn, nó tiêu viêm ha, rồi nó coi như là nó cũng giải độc được, nó cũng thanh nhiệt được ha, tại vì nó mát. Đối với vấn đề chỉ là do nó ra máu, là do nó nóng ha. Thì cái cây thuốc này tuy là cái phạm vi dùng trong nhân dân ha, thì dùng theo cái kinh nghiệm, nó đơn giản dễ kiếm dễ tìm
hay các bạn tìm những cây cỏ sữa về mình rửa sạch rồi mình nấu mình dùng để chữa những cái bệnh mà nói chung ở đây mình không có khuyến cáo các bạn dùng. Thì mình đã chữa thuốc tây, mình đã chữa thuốc đông y mà chưa có trúng thuốc mà nó không khỏi thì ở xung quanh mình có, thì mình bẻ mình nấu mình uống, biết đâu nó phù hợp với cái cơ địa của mình thì mình khỏi nha. Thì những cái bài thuốc mà Vũ chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình đó, từ đây mình sẽ hướng tới những cái cây thuốc là nó gần gũi với cái người dân, dễ kiếm, dễ tìm, dễ áp dụng ha. Còn ví dụ mà các bạn thấy nó phù hợp với mình thì mình áp dụng, mình làm theo. Còn nó không phù hợp thì thôi bỏ qua ha. À, ở đây mình nhà thuốc mình là nhà thuốc từ thiện, mình làm thuốc nam từ thiện, không phải mình quảng cáo để mà bán thuốc nha. Có một số bạn vô có một số cái bình luận cũng hơi khó nghe chút ha. Ví dụ mình thích thì mình xem, thích thôi. Ở đây mình chia sẻ, mình cũng đâu đụng chạm gì các bạn đâu ha. Thì nhà thuốc thì chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bài thuốc, bà con nào làm được thì làm ở nhà, ứng dụng ở nhà, còn không được thì tới nhà thuốc. Tới nhà thuốc mà mình xem mạch, mình sẽ hỗ trợ các bạn miễn phí ha. Thuốc nam là hỗ trợ miễn phí. Rồi các bạn nào ở xa không tới được thì các bạn kết bạn Zalo, số điện thoại của mình là 0916475123, hoặc là các bạn nhắn tin, các bạn xin số điện thoại của mình và mình sẽ cho số các bạn kết bạn Zalo, rồi để lại thông tin của người bệnh, người bệnh đó là tên gì, bao nhiêu tuổi, bệnh gì, cần hỗ trợ thuốc đó, thì gửi thuốc cho ai, số điện thoại của người nhận là số mấy, rồi địa chỉ là số nhà, rồi xã, thị xã, thị trấn, huyện, rồi tỉnh hay thành phố gì đó, các bạn để chi tiết. Ở đây thì tuy nhiên á, mình công việc nó rất là nhiều ha, mình nói các bạn thông cảm, mình ưu tiên hút những cái bệnh nặng trước ha. Rồi khi cái thời gian mà nó quẩn cái công việc á, anh em mình không đi lấy thuốc, không sưu tầm thuốc á, thì mình sẽ sắp xếp như bữa nay là sắp xếp hỗ trợ một số bà con nè, vài chục người trong cái khả năng của mình, hoặc là khi có thời gian nhưng mà thiếu thuốc thì cũng phải đi lấy thuốc mới có thuốc hút hỗ trợ bà con ha. Cho nên là đôi khi mình trả lời tin nhắn các bạn không có kịp thời, hoặc là phản hồi không kịp thời, các bạn cứ thông cảm, các bạn cứ để thông tin đó, người nào nhắn gửi tới thì đương nhiên là sau này Vũ sẽ xem và hỗ trợ. Thì rất mong các bạn yêu quý kênh, ủng hộ kênh, đăng ký kênh, xem kênh ha. Rồi trước khi dứt lời thì mình cũng kính chúc các bạn là sức khỏe, thành công trong cuộc sống ha. Mình xin kính chào các bạn ha.